tất tần tật về thương vụ tranh cãi Nguyễn Thị Thủy, Gele Simco Thái Bình và hóa chất Đức Giang. Đầu năm 2023, chuyên hai Nguyễn Thị Thủy đã đơn phương muốn chấm dứt hợp đồng với Gele Simco Thái Bình sau nhiều năm gắn bó. Ban đầu, lý do mà chuyên hai này đưa ra đó là bận việc gia đình. Thế nhưng, không lâu sau đó, nhiều thông tin đưa ra rằng sau khi rời khỏi Gele Simco Thái Bình, Nguyễn Thủy sẽ đầu quân cho hóa chất Đức Giang. Đây là đội bóng mà Nguyễn Thị Thủy đã khoác áo thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2022 theo dạng được Gele Simco Thái Bình cho mượn. Khi mọi thông tin đưa ra mới chỉ là đồn đoán, thì Nguyễn Thị Thủy đã xuất hiện tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình và điều đặc biệt là chuyên hai này khoác trang phục hóa chất Đức Giang. Có thể đoán được rằng điều này đã ngầm khẳng định bến đỗ mới của Nguyễn Thị Thủy là hóa chất Đức Giang Hà Nội. Hiện tại, bên phía đội bóng Thái Bình vẫn chưa phê duyệt lá đơn xin nghỉ của Nguyễn Thị Thủy và kể từ đầu năm 2023, Nguyễn Thủy đã không còn đồng hành cùng thầy trò huấn luyện viên Trần Văn Giáp. Đầu năm nay, Gele Simco Thái Bình đã chiêu mộ chuyền hai Bùi Thị Huyền, người từng khoác áo Kinh Bắc Bắc Ninh thi đấu tại mùa giải 2022. Nguyễn Thị Thủy là một trong những vận động viên trưởng thành từ lớp đào tạo của đội bóng chuyền nữ tỉnh Thái Bình và hợp đồng mà chuyền hai này ký với đội bóng quê hương đó là hợp đồng vô thời hạn. Cô gái sinh năm 1992 đã có những mùa giải gần đây thi đấu ổn định, đóng vai trò quan trọng tại những đội bóng mà cô khoác áo. Gần như chỉ giấu mình trong cuộc sống, nhưng mỗi khi vào sân là lúc mà Nguyễn Thị Thủy phô diễn hết những khả năng của một chuyền hai hiện đại, cùng lối đánh biến hóa, hiệu quả. Còn nhớ trên hành trình trở thành Á quân giải bóng chuyền vô địch quốc gia PVGAT 2020, hóa chất Đức Giang Hà Nội đã nhờ vào sự tỏa sáng của chuyền hai gốc Thái Bình này. Năm 2020 cũng là năm khá đặc biệt của Thủy, bởi cô gái này phải căng mình trên cả hai mặt trận là vô địch quốc gia và giải hạng A toàn quốc năm 2020. Tuy nhiên, phía đội bóng quê lúa khẳng định hợp đồng giữa họ và Nguyễn Thủy vẫn còn hiệu lực. Việc cô chia tay đội bóng và chuyển sang tập luyện cùng hóa chất Đức Giang là trái quy định. Tất cả tạo nên cuộc tranh cãi khiến cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải vào cuộc. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ông Lê Chí Trường cho biết, phía Liên đoàn đã hẹn 3 bên làm việc là hóa chất Đức Giang, Gele Simco Thái Bình và chuyền hai Nguyễn Thị Thủy nhằm lắng nghe nguyện vọng giữa các bên và tháo gỡ nút thắt. Dự kiến buổi họp sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 2 tới. Việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vào cuộc được cho là rất cần thiết khi các bên không thể tìm kiếm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên những rắc rối chuyển nhượng xảy ra. Điều này cho thấy Liên đoàn cần phải xây dựng quy chế chuyển nhượng chặt chẽ và rõ ràng nhằm tránh những tranh cãi trong tương lai. Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xây dựng quy chế chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam từ năm 2010. Tuy nhiên, đã 13 năm trôi qua với rất nhiều trường hợp tranh cãi cũng như xuất hiện của những cầu thủ ngoại binh thì việc thay đổi và cải tiến các quy định là rất cần thiết.